Trong các bạn, Thụy Sĩ được biết đến như là một cái nôi của ngành quản lý du lịch khách sạn, với chất lượng đào tạo cao, truyền thống và phong cách quản lý cổ điển tại Thụy Sĩ, thì có rất nhiều nhà quản lý lớn của các tập đoàn khách sạn lớn tại Thụy Sĩ đều học tập và trưởng thành tại đây. Và hôm nay thì Thụy Sĩ sẽ giới thiệu với các bạn một môi trường chuyên đào tạo về ngành du lịch của khách sạn, đó là trường HTMI. Sinh viên sẽ được học tập, sinh hoạt và thực tập tại hai khách sạn truyền thống và đẹp nhất Thụy Sĩ với những trang thiết bị hiện đại và chất lượng. Tại đây thì sinh viên sẽ được học tập trong môi trường khách sạn thật sự. Và ưu điểm của trường HTMI thì với cái chương trình học 1 năm gồm 6 tháng học lý thuyết và 6 tháng thực tập tại các khách sạn và nhà hàng ở Thụy Sĩ 20 tuần với mức lương tối thiểu là 2.000 đô la Thụy Sĩ một tháng, là khoảng 55 triệu một tháng. Học sinh có thể tiết kiệm được chi phí học tập. Và ngoài ra thì những học sinh có thành tích tốt hoặc là hạnh kiểm tốt sẽ có cơ hội được đi du lịch miễn phí với một số nước có sự kiện lớn như là World Cup, London Olympic. Và trước lễ khai giảng thì mỗi học sinh đều nhận được với một số nước có sự kiện lớn như là World Cup, London Olympic. Trước lễ khai giảng thì mỗi học sinh đều nhận được một iPod cho trường trang bị cho học sinh. Về tiền đặt cọc thì sinh viên phải đóng thêm một khoản tiền đặt cọc cho trường là 3.000 Thụy Sĩ, không được hoàn trả. Số tiền này bao gồm các khoản chi phí như là bảo hiểm y tế, bảo hiểm trường học, tiền sách vở và các cơ sở vật chất của trường, phí đăng ký, lệ phí sinh viên xa và giấy phép. Thì mọi người khi mà làm hư hỏng hoặc là làm mất cơ sở vật chất của trường thì đóng góp cho những cuộc tham quan của trường thuế giá trị gia tăng. Trong mỗi khóa học thì sinh viên có mức cân bằng về tài sản trên là 200 văn thị sĩ. Về điều kiện và thời gian nhập học tại trường, có điểm TOEFL 450 và IELTS là 5 chấm trở lên, có tài sản trong ngân hàng khoảng 30.000 đến 40.000 đô la Mỹ. Và mọi thông tin chi tiết về du học Thụy Sĩ thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học sinh Đại Dương qua địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 2148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc có thể gọi đến hotline 0838 382080 2038 384889.